Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý khác. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 6 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung và 345 điểm giết mổ nhỏ lẻ tại các hộ gia đình. Mặc dù công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đã được Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản cũng như Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố chú trọng thực hiện, nhưng tại một số địa phương, số lượng động vật đưa vào lò giết mổ còn ít so với thực tế. Hiện nay, công tác kiểm soát giết mổ chỉ được thực hiện tại các lò mổ tập trung, còn các điểm giết mổ nhỏ lẻ vẫn chưa kiểm soát được. Trong số 345 điểm giết mổ nhỏ lẻ nêu trên, hiện lực lượng chức năng mới chỉ kiểm soát được 198 điểm, chiếm 45,6%. Nguyên nhân là do lực lượng làm công tác kiểm soát giết mổ ở cơ sở còn thiếu. Trong lúc đó, địa bàn dân cư rộng và hoạt động giết mổ thường xuyên diễn ra cùng một thời điểm vào sáng sớm. Điều này gây không ít khó khăn trong công tác vệ sinh thú y và kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Là nông dân gắn bó nhiều năm với cây hoa cúc, nhưng theo phương pháp truyền thống trồng bằng cách dâm đọt, cây giống hoa cũ đã thoái hóa, khiến sâu bệnh phát triển ngày một nhiều. Với mong muốn có một nguồn cây giống khỏe mạnh để giúp bản thân và những người nông dân của làng hoa Thái Phiên phát triển bền vững với cây hoa cúc.